này là đã có 3 tầng cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và người ghi bàn là Oliveira, rất bất ngờ. Điểm ra sân số 8 Trần Vi Hà. Tiếp tục có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 8 bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Trần Phi Hà được tung vào sân. Người rời sân là Nguyễn Văn Hiệp. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Vẫn chưa có bàn thắng được thực hiện trên sân vận động Hàng Đẫy. Nguy hiểm! Như vậy là đã có 3 tầng cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và người ghi bàn là Oliveira, rất bất ngờ. Ở một góc hẹp tưởng chừng như không thể có được bàn thắng, nhưng bất ngờ đã xảy ra. Đúng ở phút thứ 90, sự thất vọng của Giovanni Magno cùng với các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Và cùng với đó là niềm vui vô tận dành cho những cổ động viên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mặt trực tiếp trên sân vận động Hàng Đẫy. Người ghi bàn đó là trung vệ Gian Clesio. Thực sự thì bây giờ đang là những phút giây chết lặng với huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cùng với các trợ lý của mình. Một trận đấu mà câu lạc bộ Viettel đã có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn so với đối phương nhưng đã không thể tận dụng được. Chúng ta hãy cùng xem lại. Một cú đánh đầu ở góc quá hẹp. Bóng có lẽ đã đi qua giữa hai chân của trung vệ Hoàng Hùng. Trung vệ Hoàng Hùng đã không phải, đó là hậu vệ Xuân Kiên. Một cú đánh đầu ở một góc không tưởng của Giang Clesio.